Diệp Lâm Anh mừng sinh nhật hai con. Diễn viên Diệp Lâm Anh tổ chức tiệc mừng con gái Burin tròn 4 tuổi và con trai Bê Boy đón sinh nhật lần thứ 3. Hôm 1 tháng 11, Diệp Lâm Anh cùng hai con thổi nến trong tiệc chung của hai nhóc tì. Bé Burin sinh ngày 1 tháng 11 năm 2018, còn em trai Bê Boy sinh vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Diệp Lâm Anh một mình chăm sóc hai con từ khi ly thân chồng thiếu gia. Người đẹp cho biết cô rất bận bịu với việc kinh doanh nhưng luôn cố gắng dành thời gian ở bên các con để hai bé cảm nhận được tình yêu thương của mẹ và sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Bé Burin tình cảm hôn môi mẹ. Diệp Lâm Anh cho hay dù chỉ hơn em trai 1 tuổi, con gái cô khá chững chạc, ra dáng chị hai. Burin rất thích chơi với Bê Boy. Sau đổ vỡ hôn nhân, Diệp Lâm Anh xem hai con là nguồn vui, động lực để cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Mẹ ruột Diệp Lâm Anh mừng tuổi mới bên hai cháu ngoại. Nữ diễn viên hiện được mẹ đỡ đần, hỗ trợ chăm các con khi cô bận công việc. Diệp Lâm Anh cùng Burin, Bê Boy bên người thân trong gia đình cô. Nữ ca sĩ mời vài người bạn có con nhỏ đến dự tiệc sinh nhật Burin và Bê Boy. Doanh nhân Đỗ Hoàng Dương chồng ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang đưa hai bé Lu và Lú đến chơi với các nhóc tì nhà Diệp Lâm Anh. Hai con Diệp Lâm Anh cùng hóa trang người nhện, trong khi các vị khách nhí khoe vẻ đáng yêu với tạo hình những nhân vật nổi tiếng trên màn ảnh như đội trưởng Mỹ, người chơi, Burin, Bê Boy cùng bạn bè chăm chú theo dõi màn trình diễn ảo thuật của một chú hề trong buổi tiệc.